Xin chào mọi người, chúng ta đến với cái bài mang tên là tiềm năng kinh doanh không ạ? Giúp chúng ta hiểu rõ về cái ngành kinh doanh đội nhóm, cái ngành kinh doanh hệ thống là gì, tại sao chúng ta nên làm nó. Đây là một bài tôi cho rằng vô cùng hay. Trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết, chúng ta nhìn lại những cái người ta thành công với cái ngành kinh doanh không vốn này, không tốn thời gian, chỉ cần khoảng một tiếng một ngày online vẫn có thể thành công được, thì họ là ai? Đây chúng ta lấy ví dụ bạn tốt chỉ có học lớp 1 thôi, bạn này thì bạn ấy học lớp 1 mà bạn ấy vẫn thành công, vẫn có thể kiếm được thêm 10 triệu từ một công việc kinh doanh tay trái không vốn, rất là tuyệt vời. Đó. Hay là như là bà mẹ Phan Thanh Hướng, một người cũng rất là bận bịu, 6 con ở một vùng quê nghèo mà vẫn có thể thành công được. Hay là bạn Hải Lý là một sinh viên trường đại học thương mại, bạn ấy làm thêm công việc này, bạn ấy bắt đầu chỉ là làm thêm thôi, tận dụng thời gian rảnh làm thêm không vốn, và giờ đây bạn ấy có thu nhập lên tới 500 triệu một tháng. Hay rất là nhiều câu chuyện khác. Hay là chị Ngọc là một người làm mà lĩnh vực bảo hiểm, chị ấy làm thêm công việc này chỉ khoảng 20 ngày thôi, 20 ngày đã có thể có một cái dòng tiền thu nhập tự động là 10 triệu rồi. Đó. Như vậy khách quan mà nói, đây là những cái kết quả người thường việc thực mà chúng ta thấy là rất đáng quan tâm, đúng không nào? Vậy thì trước khi làm công việc này, chúng ta hãy đặt ra suy nghĩ cho mình là mình mong muốn đạt được mục tiêu gì, và công việc này nó có đạt được không. Thế thì có 3 lựa chọn bạn có thể là cân nhắc. Đây giống như cái hành trang khi tôi mới bắt đầu công việc kinh doanh Oriflame, kinh doanh thương mại, tôi cần phải đưa ra quyết định của mình. Lúc đó thì tôi cũng được hỏi một câu hỏi là bạn mong muốn kiếm thêm bao nhiêu tiền một tháng để xác định mục đích khi mình đến công việc này. Có 3 lựa chọn: một là kiếm thêm khoảng 10 triệu một tháng, hai là kiếm thêm từ 20 đến 50 triệu một tháng, hay còn gọi là chơi danh gold đến sapphire, ba là kiếm thêm từ trên dưới 100 triệu một tháng, đạt được chức danh diamond. Bạn muốn đạt chức danh nào? Chức danh nào cũng được, thu nhập nào cũng được, và cái quan trọng là bạn sẽ dành thời gian tương xứng với nó. Ví dụ, nếu bạn chỉ mong muốn kiếm thêm 10 triệu một tháng, tương ứng là chức danh 21%, thì bạn cần dành khoảng 1 2 tiếng lúc rảnh. Đó. Nhưng nếu muốn kiếm được 20 đến 50 triệu, bạn cần đạt được chức danh gold director đến sapphire director. Bạn hãy tìm hiểu kỹ về chức danh đó là gì. Thì bạn cần phải dành khoảng từ 2 đến 4 tiếng một ngày. Giống như bản thân tôi năm xưa khi được hỏi về điều này, tôi đã hoạch định rất là rõ. Và nếu như chúng ta tham vọng hơn, muốn kiếm 100 triệu, muốn được tặng xe hơi, được đi du lịch miễn phí, được nhà, thì chúng ta cần phải dành khoảng 4 tiếng một ngày. Bao nhiêu là do chúng ta lựa chọn, và chúng ta hãy kiên định với sự lựa chọn đó, được không? Rồi, vậy thì kinh doanh thương mại là gì? Tại sao nên làm nó? Làm nó thì được những cái gì? Đầu tiên chúng ta hiểu về cái bản chất của ngành kinh doanh này. Thì chúng ta hình dung như thế này. Bản chất ấy, ở đây ấy, nó giống y nguyên bán buôn truyền thống. Bán buôn truyền thống họ không bán hàng nhiều. Nó y nguyên bán buôn truyền thống, nhưng nó diễn ra trên Facebook. Bằng cách làm này thì làm online không tập trung bán hàng nhiều. Đấy, tập trung vào mở rộng thị trường, ok ạ? Và đó gọi là bán buôn online. Tóm lại chúng ta cứ chỉ cần hiểu là bán buôn truyền thống làm như thế nào, chúng ta làm như vậy nhưng diễn ra trên Facebook, bán lẻ ít và tập trung mở rộng thị trường. Và chúng ta hãy đọc kỹ cái khái niệm của kinh doanh thương mại. Đây không phải là ngành kinh doanh của buôn bán, tức là đừng đề cao cái việc buôn bán. Bán hàng chỉ là một phần nhỏ trong ngành kinh doanh này thôi. Tập trung vào xây dựng mạng lưới mới là điều quan trọng. Đây không phải là ngành kinh doanh của buôn bán, nó là ngành kinh doanh của huấn luyện, đề cao sự huấn luyện, đào tạo một cái người ta không có tư duy kinh doanh trở thành một người có khả năng làm kinh doanh. Đấy là điều quan trọng nhất. Là ngành kinh doanh của huấn luyện, của đào tạo, của sao chép, copy y nguyên công thức thành công của người đi trước. Đừng có sáng tạo lung tung chiếc bánh xe đạp. Đấy. Đừng thêm mắm thêm muối phức tạp vấn đề ra. Hãy copy, hãy đề cao cái việc học tập đã, được không ạ? Rất quan trọng. Thành thạo rồi hãy sáng tạo. Kinh doanh theo mạng chính là tạo ra một tổ chức theo cấp số nhân, trong đó mỗi người bán một lượng ít hàng, dùng một chút bán một chút. Đó là con đường để thành công. Chúng ta để ý cái từ cấp số nhân là một trong từ rất quan trọng. Ok, nó giúp chúng ta hình dung là tại sao ngành kinh doanh này chúng ta làm ít thời gian, chúng ta bán một lượng doanh số rất ít, dùng rất là ít, vẫn có thể có thu nhập lớn. Vậy thì phân tích kỹ về cái ngành kinh doanh theo mạng, kinh doanh hệ thống này có ưu thế gì? Nó có 3 ưu thế, anh chị hãy ghi nhớ. Một là bán lẻ rất là ít, bán lẻ rất là ít. Chúng ta chỉ cần bán lẻ khoảng đâu đó 1,5 triệu đến 3 triệu thôi, vẫn có thể kiếm được 10 đến 50 triệu. Trong khi một công việc bán hàng online thông thường muốn kiếm 10 triệu, họ phải bán 30 đến 50 triệu doanh số. Như vậy chúng ta so sánh 30 đến với 50 triệu, 30 50 triệu với 1,5 triệu. Như vậy thì chúng ta bán này ít hơn rất nhiều, đúng không nào? Và điều thứ hai mới là điều tuyệt vời, đó là chúng ta có thể tạo ra được một dòng tiền chứ không phải là kiếm tiền. Kiếm tiền là gì? Ví dụ chúng ta buôn bán, chúng ta nhập lô hàng này, chúng ta bán xong chúng ta có lời, tháng sau muốn có lời tiếp chúng ta lại phải nhập lô hàng tiếp để bán tiếp, đúng không nào? Và nếu không nhập được, không bán được thì chúng ta không có lời. Nhưng ngành kinh doanh này thì khác hoàn toàn. Chúng ta xây dựng mạng lưới một lần, chúng ta có thu nhập lâu dài. Đấy. Nó rất giống việc xây căn nhà một lần nhưng chúng ta cho thuê được lâu dài. Và dòng tiền thì được hiểu như thế này, dòng tiền được hiểu như này. Đấy. Ví dụ chúng ta hình dung là đấy, ví dụ là một năm chúng ta có thể hưởng được nhiều năm sau này, ok. Và ưu thế số 3 đó là hệ thống này nó tăng theo cấp số nhân. Ví dụ ban đầu chúng ta thạo việc, chúng ta hướng dẫn được 5 người, thì 5 người này để hướng dẫn tiếp 5 người nữa, có nghĩa là thêm 25 thành viên. Rồi mỗi người lại hướng dẫn 5 người nữa, chúng ta có thêm 125 thành viên, 625, 3.125, 15.625. Có nghĩa là gì? Chúng ta mới chỉ sao chép chúng ta được có 7 lần thôi, thì chúng ta đã tạo ra một mạng lưới xấp xỉ 20.000 người. Mỗi người bán một lượng doanh số 3 triệu đến 5 triệu, chúng ta có doanh số 60 đến 100 tỷ một tháng. Chúng ta được hưởng lợi nhuận kinh doanh 1%, thu nhập khoảng 600 triệu một tháng.
một con số tuyệt vời đúng không nào? Và người ta vẽ ra cái bức tranh của ngành kinh doanh theo mạng này là gì? Một công việc lướt Facebook vui vui lúc rảnh. À, ý thức dành 1-2 tiếng một ngày không ai bắt cả, bận thì nghỉ, dành thì làm, nhưng phải chăm chỉ. Học một chút về kinh doanh, học một chút về sản phẩm. Mỗi tháng dùng một chút, bán một chút khoảng 3 triệu. Cứ vậy kết nối 1 triệu người khắp đất nước Việt Nam này, thậm chí toàn cầu. Rất dễ làm, đúng không? Thế là cuối tháng có dòng tiền hàng trăm triệu. 1 triệu người thì thu nhập cao lắm. Tôi chỉ lấy ví dụ, đang có 1 triệu người phù hợp ngành kinh doanh này. Chúng ta kết nối được một phần trong số đó lại thôi. Chúng ta cũng có một cái dòng tiền từ 10 đến 100 triệu một tháng. Thỉnh thoảng lại được công ty mời đi du lịch miễn phí hàng năm. Rồi thỉnh thoảng được tặng một chiếc xe hơi, một chiếc xe tay ga v.v. Tuyệt vời không ạ? Đây chính là điều chúng ta ghi nhớ lại bức tranh công việc này. Tóm lại, chúng ta chỉ cần nhớ rằng lướt Facebook lúc rảnh, tận dụng khoảng 1-2 tiếng lúc rảnh, học một chút kinh doanh, học một chút sản phẩm, kết nối những cái người cũng có thời gian 1-2 tiếng lúc rảnh đó, không vốn vẫn chúng ta vẫn có thể tạo ra cho mình một doanh số rất là lớn. Mỗi người bán một chút, dùng một chút, chúng ta vẫn có thu nhập rất là tốt, ổn định và lâu dài. Ok, vậy thì thu nhập nó tính như thế nào? Thu nhập nó tính như thế nào? Nó có phải là đa cấp lừa đảo không? Ok, chúng ta cùng sang phần tiếp theo, cách tính thu nhập. Thì thu nhập ở đây tính nó y nguyên thu nhập của bán buôn truyền thống. Mua nhiều thì chiết khấu nhiều. Bán lại cho đại lý nhỏ nhập ít, chiết khấu ít, đúng không nào? Ok, và hưởng phần trên này. Nó khác hoàn toàn với mô hình gọi là đa cấp lừa đảo. Vậy thì chi tiết thu nhập được tính như sau. Đây anh chị. Ok, chúng ta cùng nhìn lại một chút về cấp số nhân nhé. 1 năm, 2 năm. Rồi, chúng ta nhìn thấy con số 20.000 người. Mỗi người bán khoảng độ 5 triệu, chúng ta có doanh số 100 tỷ. Lợi nhuận 1%, chúng ta có thu nhập 1 tỷ. Và ở đây chúng ta để ý chút cái con số sau khi sao chép hướng dẫn được 31 người, chúng ta cũng có dòng doanh số khoảng 100 triệu, thu nhập dòng tiền khoảng 10 triệu. Đấy. Nó khác hoàn toàn mô hình đa cấp ảo. Vậy thì mô hình đa cấp ảo là gì? Và thu nhập của mô hình bán buôn online này là như thế nào? Chúng ta hình dung đây, doanh số, ví dụ 150 triệu họ chiết khấu 20%, nhưng 3 triệu chỉ chiết khấu 3%. Thôi. Các cấp bậc chiết khấu nó tăng dần từ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, đúng không nào? Và khi đó doanh thu nhóm chúng ta tạo ra nó tương ứng là 3 triệu đến 150 triệu. Đấy. Tất nhiên còn nhiều hơn nữa nhé, nhiều nữa thì công thức nó tính khác hơn một chút nhưng mà cũng dựa trên bản chất này. Vậy chúng ta cứ tưởng tượng là 3 triệu, 3 triệu thì 3%, 21 triệu, 150 triệu 21%. Vậy thì giả sử chúng ta có doanh số tạo ra, toàn nhóm chúng ta tạo ra là 150 triệu này. Thế thì trong hệ thống do chúng ta xây lên, có người gia nhập đầu tiên, họ tạo ra một nhóm rất lớn, doanh số lên tới 18%, 18% là khoảng 99 triệu chẳng hạn. Thì chúng ta lấy 21% của chúng ta, trừ đi 18% của họ, đúng không nào? 21 đây, trừ 18, chúng ta hưởng chênh lệch 3% trên tổng doanh số đây. Đây chính là con số này. Đây, 3% của 6.600. Tức là được 2 triệu 7 trên cái doanh số của hệ thống này tạo ra, của cái nhóm này, của cái đại lý này, đúng không ạ? Tương tự như vậy, chúng ta lấy 21 trừ 15, chúng ta hưởng 6% doanh số toàn bộ nhóm này. Đây, 6% của một nhóm 4.000, 15% mà, đúng không nào? Chúng ta hưởng 3 triệu 2. Một cái nhóm này doanh số nhỏ hơn, nó chỉ là 12%, tương ứng 36 triệu thôi. Chúng ta vẫn có cơ hội được hưởng đến 2 triệu 9, đúng không nào? Nó rất là thông minh, nó rất là linh hoạt. Cho nên ấy, ở đây chúng ta càng muốn giúp downline của chúng ta phát triển, càng muốn giúp downline chúng ta phát triển, chúng ta có thể được hưởng phần trăm hoa hồng nhỏ, đúng không nào? Nhưng trên doanh số lớn chúng ta vẫn có một khoản thu nhập tương đối so với lại một doanh số nhỏ nhỏ. Ví dụ chúng ta tạo doanh số 6%, 6% thì doanh số nó chỉ là 9 triệu. Chúng ta được hưởng chênh lệch lên tới 15%, nhưng có 9 triệu chúng ta chỉ được hơn triệu thôi. Nó không đáng là bao cả. Nhưng nó cũng rất là linh hoạt, ở chỗ là cũng có khi 15% thu nhập lại cao, khi 12 lại cao. Nhưng nhìn chung ấy, thành công ngành kinh doanh này dựa trên việc giúp downline mình càng thành công, doanh số họ càng lớn, chúng ta hưởng phần trăm nhỏ, nhưng doanh số lớn chúng ta vẫn có thu nhập rất là tốt. Tương tự như vậy các cấp bậc khác chúng ta tạo ra. Giả sử ở đây xây một phát 7 dân, sau một thời gian chúng ta xây được 7 nhỏ, thì chúng ta thu nhập khoảng 13 triệu, đúng không nào? Công ty không giới hạn chúng ta về bề ngang, không giới hạn về sâu, tùy vào kinh nghiệm anh chị. Chúng tôi thì có một công thức đơn giản hơn rất là nhiều, đó là xây dựng hai hệ thống cùng một lúc, thì nó nhàn hơn và bền vững hơn, giúp được tầng sâu nhiều hơn, chúng ta sẽ học chi tiết ở những bài khác. Như vậy chúng ta thấy ở đây thu nhập nó hoàn toàn giống bán buôn truyền thống, không có gì là lừa đảo cả, đúng không nào? Không gì là lừa đảo cả. Và bên cạnh cái mô hình này, có mô hình rất giống, người ta gọi là mô hình đa cấp lừa đảo. Thường nó có ba đặc điểm. Thứ nhất là bắt người tham gia phải đóng một khoản tiền hoặc phải mua một lượng hàng, và rồi mời người kiếm tiền của nhau, quan trọng nhất là mời người kiếm tiền của nhau. Như vậy nó có ba đặc điểm như này: người tham gia thường phải đóng một khoản tiền, hoặc người tham gia phải mua một lượng hàng, hoặc mời người là kiếm tiền của nhau. Thì đó là đặc điểm của một công ty đa cấp lừa đảo. Chúng ta hoàn toàn không làm như vậy, chúng ta chỉ làm theo mô hình gọi là bán buôn online, cứ bán buôn truyền thống như nào chúng ta làm y nguyên như vậy trên Facebook anh chị nhé. Như vậy qua cái bài này chúng ta nhớ nhất điều này: đây không phải là một cách kiếm tiền, đây là một cách tạo ra dòng tiền. Nó giống như có nhà cho thuê, nó giống như chúng ta có một chuỗi những cửa hàng cà phê, chuỗi những nhà hàng, cửa hàng quần áo, chuỗi những nhà hàng ăn vân vân. Chúng ta đi chơi các cửa hàng vẫn mở cửa, vẫn tạo doanh thu, chúng ta vẫn có thu nhập. Tương tự như vậy chúng ta tạo một hệ thống hàng trăm hàng nghìn người trên Facebook, chúng ta đi du lịch, chúng ta vẫn có hàng nghìn người làm việc, chúng ta vẫn có một cái dòng tiền đều đặn. Và đây chính là một trong điều tuyệt vời nhất, một trong điều có cảm hứng nhất khiến cho tôi đam mê tận dụng thời gian rảnh làm công việc kinh doanh thú vị nào. Ok, vậy thì bạn thích gì nhất ở mô hình kinh doanh này? Hãy comment xuống dưới video này
hãy nói với người hướng dẫn bạn về cái động lực, cái ham thích của bạn.